anh có thể giúp em đọc lớn cái tấm thiệp đó được không? Trong vật lý học có quy tắc nắm bàn tay phải, còn em thì có quy tắc nắm bàn tay anh. Còn quà của anh là em cũng có thể mở ra xem luôn. Dạ, ok, em sẽ mở nha. Nó cũng là mùi hương đấy. Mùi hương chắc là tinh dầu. Tinh dầu. Cái này anh thấy nó tiện, tại vì chỉ cần ghi mấy cây vào là nó sẽ ấy. Điều cái xăng nó không có cần, nó không có cần em phải có mấy mấy khuếch tán. Cái này là tinh dầu hay là nước hoa vậy anh? Tinh dầu. Tại sao lại nó có sự kết nối lạ kỳ không biết nữa. Cảm ơn anh. Tại vì anh cũng chưa tiếp xúc với em nhiều. Thì một lần nữa là anh thấy em là người rất là hoạt ngôn, rất là vui tính. Anh rất là thích những cái bạn mà biết cách dẫn dắt câu chuyện, biết cách nói chuyện á. Giống như những gì mình mong ước và mình tưởng tượng ra trong đầu mình đã vẽ ra một cái bức tranh viễn cảnh tương lai. Thì mình thấy đâu đó nó có cái sự hoàn thiện, gần như là một phần mảnh ghép mình cần tìm mấy lâu nay. Nếu như mà đúng là cái duyên á, thì chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu sâu hơn.